Toto, ý của cô là Hạ Thiên Ca đã kết hôn với chủ tịch Cố này cho Hạ Thiên Tầm à? Toto, cô nói chuyện phải nóc chứng cứ đàng hoàng đấy. Cậu là Thiên Ca, không phải Thiên Tầm. Cậu chủ động nhận lỗi với nữ tịch Cố đi. Dù sao anh ấy cũng là anh rể, sẽ tha thứ cho cậu thôi. Cô Tô, nếu cô không đem được chứng cứ ra, tôi chỉ có thể mời cô tới đồn cảnh sát uống trà thôi. Thiên Ca, cậu nói gì đi chứ? Mình cũng vì tốt cho cậu, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Cô có bằng chứng gì không? Lần trước mình trông thấy cậu vẫn còn nùng ốp điện thoại do mình tặng, đến giờ mà cậu vẫn còn dùng. Mình cảm động lắm. Đã cẩn thận vậy rồi mà vẫn có sơ suất. Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ cô? Cái ốp điện thoại này là của em gái Thiên Ca của tôi, nhưng về sau nó tặng lại cho tôi rồi. Không được chắc. Nhưng mà vân tay sẽ không biết nói dối đúng không? Thiên Ca, chủ tịch Cố, lừa gạt kết hôn không phải chuyện nhỏ, chúng ta vẫn nên làm rõ ra thì hơn. Hạ Thiên Tầm có thể mở khóa được điện thoại của Hạ Thiên Ca. Phu nhân không định giải thích gì sao? Đây vốn dĩ là điện thoại của Hạ Thiên Tầm tôi. Đương nhiên là tôi có thể mở được. Vẫn chưa chịu thua à? Hạ Thiên Ca, Hạ Thiên Ca, sao nào? Có phải cô Toto đây cảm thấy hắn trộm được điện thoại của tôi là có thể vu oan giá họa no tôi được đúng không? Ông xã, làm phiền anh gọi cho em nộp cuộc điện thoại để bọn họ biết đường mà bỏ cuộc đi. Hạ Thiên Tầm, Cố Thừa Trạch. Phá được khóa điện thoại nũ chị gái cậu rồi đây. Dùng cái này đi. Không thể nào, chắc chắn là cô đã giở trò. Đủ rồi đấy, cô nghĩ cô là ai hả? Còn dám làm trò gì, đừng trách tôi không khách sáo. Còn nữa, Kim Sora, làm cho tốt công việc của mình đi. Nếu không, tôi đảm bảo Cố thị sẽ không néo dài hợp đồng với cô nữa đâu. Cô chỉ được có thế thôi à? Tại sao ban nãy Hạ Thiên Ca lại không nghe điện thoại nhỉ? Hạ Thiên Ca, sau khi kết hôn, Niên Tầm đúng là hơi lạ thật. Mà nói đi cũng anh phải vẫn nói lại. Anh gặp nô em gái song sinh của lần em này đâu? Chúng ta kết hôn làm em ấy cũng không tới. Anh cũng nghi ngờ em đấy à? Không, anh thuận miệng hỏi thôi. Tuần sau em tới Cố thị làm việc. Bên đó đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Đây là giám đốc thiết kế mới nổ thả ta. Tầm mọi người cùng chào đón. Sau này là đồng nghiệp của nhau, mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Đeo cái danh bà chủ trên người, muốn thu mình lại cũng khó. Chị Sora, hay là chúng ta cũng loa đó bắt chuyện đi. Căng đan cả đống, sắp lop dập mặt rồi. Còn ra vẽ cái nổi gì không biết. Chủ tịch Cố, tại sao anh lại để Hạ Thiên Ca nớt công ty làm việc? Cô ấy là phu nhân chủ tịch của Cố thị, nhà Thiên Tầm. Còn nữa, lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào. Chủ tịch Cố, sau này không được phép lấy thân phận nổ Thiên Tầm ra. Thời gian này cô không cần nớt công ty nữa đâu. Anh nói thế là có ý gì? Tôi đã từng nói rồi, dẹp mấy suy nghĩ không nên có của cô đi. Nếu cô đã không làm vậy thì tôi giúp một tay thôi. Tôi là nghệ sĩ nổi tiếng của Cố thị. Dù cho anh có tức giận thế nào, cũng không đến mức nhảy dừng công việc của tôi lại chứ. Sự nổi tiếng của cô Toàn là nhờ niềm của Cố thị nâng đỡ. Tôi có thể đổi người bất cứ lúc nào. Chủ tịch Cố, tôi không có ý đó. Ra ngoài, đừng để tôi phải gọi bảo vệ.
Kim Sora, đúng không? Tôi với cô có thù oán gì mà cô cứ phải nhắm vào tôi vậy? Hạ Thiên Ca, cô không biết thật sao? Ông xã, rót cho em nốc cà phê được không? Đường Đường là chủ tịch Cố, sao có thể rót cà phê cho người khác được? Em không thích uống vị này. Vậy em thích uống gì? Chúng ta cùng đi mua. Thiên Ca, lâu rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi này. Anh nhầm người rồi. Thôi nào, anh với em ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ anh còn không nhận là phu nhân của Cố Thừa Trạch, nhà Thiên Tầm? Chỗ đó của em có một vết sẹo rất đặc biệt. Anh đoán chắc Cố Thừa Trạch nô không biết đâu nhỉ? Thiên Ca, sao em có thể vì chia tay với mà anh gả cho một người đàn ông nô không quen không biết ảo tự vậy chứ? Có gì thì nói mau. Gần đây anh đang lên kế hoạch no một dự án, còn thiếu ít vốn. Giờ em đã làm bà chủ của tập đoàn Cố Thị rồi, không cho vay cỡ 200 ngàn gì sao mà xui được? Sao anh không đi ăn cướp cho nhanh? Thì chẳng phải còn có em đó sao? Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng quen biết đã lâu. Niệm tình nghĩa ngày xưa không giúp anh được tí hay sao? Chỉ có 100 ngàn, nấy thì lấy, không vậy là được. Được không rồi, được lấy thân phận nũa tôi ra. Yên tâm đi. Còn nữa, canh chừng Tô Tô cho tôi. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi Thiên nữa. Ca, anh biết là trong lòng em có anh mà. Được luôn. Anh là chủ tịch Cố đúng không? Tôi là Lý Trác, là bạn. Tôi là bạn đại học của Hạ Thiên Tầm, mong được giúp đỡ. Anh ta chính là Lý Trác, bạn trai cũ của Hạ Thiên Ca sao? Cậu tha thứ cho mình được không? Cậu đừng vì chuyện của mình và Lý Trác mà tức giận rồi kết hôn với chủ tịch Cố. Anh ta đến tìm Thiên Tầm. Cậu là Thiên Ca, không phải Thiên Tầm. Cậu đừng vì chuyện của mình và Lý Trác mà tức giận rồi kết hôn với chủ tịch mà. Với lại, anh vẫn chưa gặp cô em gái song sinh của lần em này đâu. Chúng ta kết hôn, em ấy cũng em không sự đến. Không phải là Thiên Tầm sao? Đợi em lâu lắm rồi phải không? Chúng ta đi thôi. Em có còn nhớ bài hát này không? Bài hát này hát về cái gì vậy? Sao cứ có cảm giác buồn thương, kiểu gặp gỡ rồi ly biệt ấy? Em không thích sao? Em không thích, em không thể hiểu nổi mấy cảm xúc mông lung kiểu này. Bên kia có đồ ăn ngon kìa. Em khá là thích bài hát này. Rất buồn nhưng cũng rất dịu dàng. Cố Thừa Trạch. Nhìn biết khờ lắm, tôi xong đi hồi chứ. Nếu có Nhìn ai đời Y chứ tại phiền Nhìn hồi tìm bà Cô giọng, nhìn hơi đua lắm. Tạm hồi chứ bà. Tôi không hồi chứ. Tôi không hồi chứ. Cô giọng, 这是怎么了？顾总喝多了，我送他去酒店。我帮你呗。啊，不用不用。哎呀，没事儿，你还在这儿呢，我能干什么呀？ Cẩn thận. Em không sao chứ? Có nặng lắm không? Em không sao. Anh làm sao vậy? Sao thấy xe mà không tránh đi? Đau. Anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì không? Thiên Tầm. Sao thế? Không có gì.
tối nay phải tiếp khách không về nhà, không cần đợi anh đâu. Chủ tịch Cố, anh đừng uống nữa. Để tôi đưa anh về. Nếu như người mà cậu yêu vẫn luôn lừa dối cậu, thì cậu sẽ làm gì? Chủ tịch Cố, anh uống nhiều quá chúng rồi. Chúng ta về thôi. Tôi không về. Tôi không về đâu. Chủ tịch Cố, làm sao thế này? Chủ tịch Cố uống hơi giờ nhiều. Giờ tôi đưa anh ấy tôi về giúp khách cậu. Sạn. Không cần không đâu. Không sao đâu mà. Cậu vẫn thì ở đây. Làm gì được chứ?